Hello, xin chào các bạn. Trong clip này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chúng ta tạo lời hướng dẫn cho một cái đề thi nghe mà không sử dụng Internet. Có một cái chương trình và chúng ta sẽ load nó về và chúng ta chạy mặc định trên máy tính. Đây là một chương trình không cần cài đặt. Khi các bạn click vào đường link phía dưới cái video clip này thì các bạn sẽ thấy các chương trình cài đặt được hiện ra như thế này. Chúng ta sẽ load cái chương trình Balabonka Portable này về. Đây là chương trình chuyển cái văn bản thành lời nói. Và dựa vào đây chúng ta có thể tạo những cái lời hướng dẫn cho đề nghe mà không nhất thiết phải online. Click trái vô đây xong nó hiện lên màu. Chúng ta click phải và đưa chuột xuống tới chỗ download. Click trái và chúng ta chờ khoảng vài một ít thời gian để chương trình diệt virus và sau đó chương trình mới cho phép load về. Và khi chương trình nó bắt đầu load về thì chúng ta chờ. Chương trình này cũng không có nặng lắm, chỉ có 17 MB thôi. Sau khi load xong thì chúng ta sẽ mở cái thư mục download. Thường là file sẽ nằm ở trong cái thư mục download các bạn. Cái thu nhỏ cái giao diện cửa sổ. Ở trong cái thư mục download của chúng ta thì khi chúng ta load về được, chúng ta mở thư mục download trong cái cửa sổ của mình và chúng ta click trái trước cho nó lên đậm màu ha, một click thôi. Rồi click phải, chúng ta chọn unzip hay giải nén nó, extract to, chọn extract to cái tên của nó luôn. Để chúng ta giải nén cái thư mục này. Đây. Sau khi giải nén xong, chúng ta chọn nó đi, dùng chuột trái click vào cho nó có màu xanh để chọn nó. Sau đó click chuột phải, chọn lên cắt, click trái. Và chúng ta dán nó vào cái desktop. Chúng ta đưa nó vào desktop. Chúng ta đặt ở vị trí này trong desktop và chúng ta mở nó ra. Double click đi, mở nó ra. Trong này có rất nhiều file, nhưng các bạn chú ý cái ba file là có hình biểu tượng cái tai nghe là Balabonka ở đây. Chúng ta click trái để chọn cái file cho nó màu đậm lên. Sau đó click phải và đưa chuột xuống chỗ Send to và chọn chỗ Desktop Create Shortcut. Chúng ta click trái. Sau đó chúng ta đóng cửa sổ đi. Lúc này chúng ta sắp xếp nó trong vị trí nào cho nó gọn. Và cái đường dẫn của chương trình Balabonka sẽ được xuất hiện với cái gương mặt mang cái tai nghe. Để sử dụng chúng ta double click vào. Thì một cửa sổ mới sẽ hiện ra. Và trong cửa sổ này là cái cửa sổ mà chúng ta dùng để chuyển đổi văn bản thành cái giọng nói. Ở đây có hai giọng mặc định là giọng của David và giọng của Zira. David nghe rõ hơn. Và để tạo cái lời hướng dẫn cho đề nghe thì chúng ta phải chuẩn bị trước cái lời hướng dẫn cho đề nghe. Và giống như cái video trước chúng ta làm online, chúng ta có thể sử dụng lại cái này. Ở đây tôi chuẩn bị sẵn cái đề nghe của tôi có 3 phần với những lời hướng dẫn và đặc biệt là có câu listen again. Tôi copy cái nội dung này. Click phải, chọn copy, thu nhỏ cửa sổ lại, click trái vào đây và tôi dán nó vào cái ô này. Có thể thu nhỏ lại để chúng ta dễ xem hơn tại vì nó to quá. Đây, hoặc các bạn thích mở rộng hơn. Ở đây chúng ta chọn giọng của David và chúng ta có cái rate là cái tốc độ đọc. Chúng ta cho nó xuống -1 để nó đừng có nhanh quá. Và cái pitch là cái cường độ, cái độ cao của giọng thường là 3 hoặc 4. Chúng ta đặt con chuột ngay chân click trái vào đây để chúng ta nghe thử. Và đây chúng ta chọn nghe thử cái lúc hát, dừng và tắt. Click phải trái vào read aloud để chúng ta nghe thử. Part 1. Listen to the conversation and choose the best answers. Part 2. Listen to the talk
and fill in the blanks. Part 3. Listen to the conversation, and place the events in order. Now, listen again. Mình có thể chỉnh cái pitch từ 3 lên 5, nhưng mà tôi thấy khoảng 3, 4 là vừa rồi. Chúng ta có thể nghe thử cái 4, nhưng mà tôi thấy 3 là ok. Nếu chúng ta hài lòng với cái giọng này, chúng ta chọn cái biểu tượng dưới đây. Đó là save to file. Biểu tượng cách chỗ hát này. Khi mà có hai cái, một cái là từng cái bài khác nhau. Do đây chúng ta chọn cái đầu tiên là save to file. Cái biểu tượng save ở đây. Chúng ta click trái. Và chúng ta chọn cái lời, chọn cái nơi để chúng ta lưu. Tôi lưu trên cái đĩa nghe trên desktop. Tôi ghi là, tôi đặt cái tên là instruction. Giọng của Dave David. Và đây các bạn lưu ý chúng ta nên chọn là MP3. Tại vì MP3 thì chúng ta mới có thể sử dụng Audacity được. Và chúng ta không nhất thiết phải chuyển đổi nữa. Và chúng ta save. Dĩ nhiên ở đây nó cho nhiều dạng âm thanh khác nha. Các bạn nên chọn MP3 cho nó chuẩn. Sau đó chúng ta lưu lại. Và khi lưu xong thì có âm thanh báo là đã lưu rồi. Bây giờ chúng ta có thể sử dụng cái giọng của Jira. Cũng tương tự như vậy. Mặc định thì nó sẽ cho cái ray là 0 và pitch là 0. Chúng ta nghe thử lần đầu tiên. Part 1. Listen to the conversation and choose the best answers. Part 2. Listen to the talk and fill in the blanks. Mình thấy cái giọng cái tông hơi thấp, chúng ta tăng tông lên khoảng 5/6. Vì là giọng nữ, chúng ta sẽ nghe thử lại một lần nữa. Part 1. Listen to the conversation and choose the best answers. Part 2. Listen to the talk and fill in the blanks. Part 3. Nếu các bạn cảm thấy như nó hơi nhanh, chúng ta sẽ giảm xuống -1 cho giọng tóc nó thấp hơn một chút. Part 1. Listen to the conversation and choose the best answers. Part 2. Listen to the talk and fill in the blanks. Part 3. Listen to the conversation and place the events in order. Now, listen again. Các bạn có thể chọn cái pitch ở tầng từ 4 tới 6 là hay nhất cho giọng của Jira. Và thấy tôi hài lòng với cái này, tôi sẽ click vào cái mũi tên, vào cái biểu tượng đây là Save Audio File. Click trái vào đây. Và tôi đặt tên là Instruction. Tên là Jira. Để tôi biết, và khi tôi dùng Audacity, tôi xử lý cái âm thanh thì tôi biết chọn đúng. Thì đây là cách mà chúng ta sử dụng cái phần mềm Balabonka để tạo cái lời dẫn, là hướng dẫn cho cái đề nghe. Và các bạn lưu ý là nó không có tạo được nhiều lắm. Nếu nó nhiều quá thì đôi khi nó không hay. Nếu các bạn tạo một cái đề nghe hoàn toàn từ trên phần mềm này, thì các bạn nên cho cái giọng giới thiệu là Jira và cái giọng David là cái giọng đọc của cái nội dung bài. Rồi, xin dừng lại ở đây. Chúc các bạn khỏe.